Tuần 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ. Thì chiếc xe đấy chúng tôi cũng đã bán được luôn ngay sau khi tôi đăng video hôm trước các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi lại về thêm một chiếc xe Honda CR-V. Chiếc xe này khác với chiếc xe Honda CR-V hôm trước, thì chiếc xe Honda CR-V này là phiên bản 2.4 sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này là biển Hà Nội nhưng chúng tôi cũng đã thu hồi biển số rồi, tức là gọi là đã rút hồ sơ rồi các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào bây giờ mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên và bấm biển mới thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, vì chiếc xe này mua về cái là chúng tôi làm thủ tục thu hồi biển số luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn chục vạn km rồi. Nói chung là những chiếc xe đời thấp 2008 bây giờ thì giá cả cũng phải chăng thôi mà nhé. Chiếc xe này cũng còn rất là đẹp. Chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng từ quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2008 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 68883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gái chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đó, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2008 các bạn nhé. Đấy, 2008, xe gầm cao 5 chỗ mà bây giờ chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe này. Thứ nhất, đi lại rất là thích. Thứ hai, đi lại an toàn như bạn nhé. Giá thì chỉ bằng một chiếc xe morning thôi mà lại được đi một chiếc xe gia đình gầm cao đẹp như thế này các bạn xem này. Đấy, tất cả còn rất là đẹp, toàn bộ từ tắp đi cánh cửa đến tắp luôn, nội thất đều rất là đẹp rồi bạn ạ. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản của xe đây bạn ạ, rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Ngày xưa những chiếc xe này là tiền tỷ, cho nên là chủ xe mua về cái là cũng rất là cẩn thận, dán cả tin cách nhiệt, tin vi phun, tin xịn luôn các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì còn đầy đủ hết cả đồ luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau cho các bạn xem nhé. Vừa mới rửa xong, tôi còn chưa lau nước cho nên là vẫn còn đang nước chảy rất là nhiều đi các bạn này, vừa mới rửa xong ạ. Đấy, cái giá chắn cốp vẫn còn nguyên này. Nhiều xe bây giờ đánh mất cả những cái giá chắn cốp này rồi nhé. Chiếc xe này là còn nguyên cả giá chắn cốp này. Đấy, bên dưới là lốp sơ cua. Đấy, lốp sơ cua cũng giống 4 lốp đang chạy, 5 lốp giống nhau. Đấy, những chiếc xe nhập khẩu thì lốp sơ cua nó khác. Xe lắp ráp trong nước là lốp sơ cua cả 5 lốp đều như một các bạn nhé. Đều rất là đẹp đấy các bạn này. Đấy, một chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2008 biển Hà Nội, giá chỉ hơn 200 triệu đồng thôi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp như chiếc xe này đây các bạn xem nhé. Đấy, dàn lốp cũng còn rất là dày các bạn ạ. Ngoại thất thì chưa có bị xước xát gì cả, rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bây giờ với cái tầm tiền hơn 200 triệu đồng, quý vị và các bạn đi mua xe cũng rất là khó để lựa chọn. Nếu như quý vị và các bạn bỏ ra tầm tiền khoảng 500 triệu đồng thì rất dễ lựa chọn, nhưng hơn 200 triệu đồng thì rất là khó các bạn nhé. Chỉ mua được những chiếc xe ở cái phân khúc và xe van 2 chỗ ngồi, hoặc những chiếc xe Kia Morning ở cái đời thấp thôi, thì cũng Morning cũng chưa mua được đời cao đâu các bạn nhé. Nếu như quý vị các bạn lựa chọn chiếc xe này cũng chỉ hơn 200 triệu đồng thôi mà được một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao quý vị các bạn nhé. Đây cũng là một cái sự lựa chọn để rất nhiều quý vị các bạn nên cân nhắc các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905
1-800-688-883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ nhà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.